Xin chào tất cả các bạn học sinh. Hôm ở cái video trước cô đã giúp các bạn xác định cái bàn tay trái để xác định lực lực từ, và các em sẽ thấy rằng là đặt bàn tay trái xòe ra, xong rồi cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện, và ngón tay cái chạy ra 90 độ chính là chiều của lực từ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xác định cảm ứng từ trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Ví dụ như ở đây là quy tắc nắm bàn tay phải để xác định được cảm ứng từ trong dây dẫn thẳng dài, trong ống dây, trong lòng ống dây, từ trường trong lòng ống dây, hoặc là từ trường trong dây dẫn cuộn tròn. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu với quy tắc nắm bàn tay phải, nắm lại các bạn nha, để xác định cảm ứng từ đối với dây dẫn thẳng dài. Ở đây chúng ta sẽ thấy đây có một cái dây dẫn thẳng dài. Đây là dây dẫn, bạn coi nó như một cái sợi dây. Và đây chính là chúng ta sẽ nắm lấy cái sợi dây. Và ngón cái đầu tiên là xác định được chiều của dòng điện trước. Như vậy chúng ta sẽ nắm cái ngón cái lại, nắm bàn tay phải lại, ngón cái chỉ chiều của dòng điện. Các ngón tay khum lại chỉ chiều của đường xuất từ. Vậy các bạn nhìn sẽ thấy là các ngón tay nó khum lại như thế này. Và đây chính là chiều của đường xuất từ. Đây các bạn, đầu tiên ngón cái chỉ chiều của dòng điện, các ngón tay khum lại chính chiều của đường xuất từ. Các bạn sẽ thấy như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ có một bài tập, đó là xác định chiều của dòng điện, chiều của cảm ứng từ đối với các dòng điện sau đây. Ở đây có một dòng điện như thế này, thì chúng ta sẽ nắm bàn tay phải. Ta nắm bàn tay phải lại. Sau đó là chúng ta sẽ thấy chiều của dòng ở tại điểm M, chúng ta sẽ có được cảm ứng từ của chúng ta. Đây, theo quy tắc của bạn, bạn sẽ xác định được cảm ứng từ ở đây. Các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ chiều khum của ngón tay, là các bạn sẽ thấy nó là từ trong đi ra. Như vậy ở trong đi ra thì các bạn sẽ nhìn thấy dấu chấm. Như vậy là cảm ứng từ của chúng ta ở đây là dấu chấm. Và ở bên này các bạn sẽ thấy là ở đây ở trong đi ra, ở phía trong ra. Vậy thì ngay cái điểm N của các bạn, nó sẽ từ bên ngoài vào. Như vậy để ta xác định từ từ bên bên ngoài vào thì bạn sẽ nhìn thấy được là chỉ là cái dấu nhân, đó chính là cái mũi tên đó. Các bạn cứ hình dung là nó bay trước mặt của bạn á, nó bay từ trong cái mặt phẳng bảng á, từ trong mặt phẳng bảng này nó đi ra, thì bạn sẽ thấy chỉ có cái mũi tên thôi, đó là dấu chấm. Và bên này bạn thấy là nó ở ngoài vào trong, tức là bạn nhìn vào bạn chỉ thấy cái đuôi của mũi tên. Như vậy nó chính là cái dấu nhân. Thì để xác định được là cảm ứng từ trong không gian thì người ta sẽ ký hiệu đó là dấu chấm hoặc là dấu nhân. Thì bạn sẽ thấy được là dấu chấm là bạn nhìn thấy cái đầu của mũi tên, còn cái này là các bạn sẽ thấy cái đuôi của mũi tên.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái đoạn ngay như thế này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ đặt cái ngón cái để cho nó chỉ chiều của dòng dòng điện. Thì cái ngón tay, các ngón tay không lại chỉ chiều của đường cảm ứng từ. Như vậy các bạn sẽ thấy ngay cái điểm M của mình là nó sẽ từ, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ từ bên trong, bên ngoài nó đi vào trong, có điểm này M. Như vậy chúng ta sẽ thấy đây chính là dấu chấm. Ta sẽ tiếp tục các bạn nha, chúng ta sẽ làm ở cái dây dẫn này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là quy tắc nắm bàn tay phải lại chỉ chiều của dòng điện. Như vậy các bạn sẽ thấy ở cái điểm M nó sẽ từ trong bảng đi ra, và điểm N nó sẽ là từ bên ngoài đi vào. Như vậy trong bảng đi ra chúng ta sẽ ký hiệu cho cô đó là dấu chấm, đúng không? Rồi, ở điểm N thì bên ngoài vào chúng ta sẽ thấy đó chính là dấu gì? Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ nhìn ở cái dây dẫn này. Ngay cái điểm M sẽ là tổng hợp của dây 1 và dây 2. Như vậy ngay dây 1 chúng ta sẽ thấy rằng là dây 1 thì tại điểm M này các bạn sẽ thấy rằng là đặt bàn tay nắm lấy dòng điện, ngón tay cái chỉ chiều dòng điện. Như vậy các bạn thấy ngay điểm M là nó sẽ từ bên ngoài vào bên trong. Như vậy từ bên ngoài vào trong thì mình sẽ thấy nó chính là dấu, đúng không? Bên ngoài vào trong thì chúng ta sẽ thấy đó là điểm này là dấu nhân. Và ngay cái dòng điện I2 thì các bạn sẽ thấy là chiều chúng ta sẽ từ từ trong đi ra ngoài, như vậy nó sẽ là dấu chấm. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ ký hiệu đó là một dấu chấm của cái dòng I2, còn là dấu nhân của dòng I1. Như vậy tại điểm M này sẽ có hai cái từ cảm ứng từ ngược chiều nhau. Bây giờ chúng ta có hai cái dòng điện, một là dòng điện sẽ có chiều như thế này. Một là chiều của dòng điện cảm ứng sẽ có chiều như thế này. Hai là chiều dòng điện nó sẽ từ trong bảng nó đi ra. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai dòng điện. Như vậy thì cảm ứng từ do dòng điện I1 gây ra tại điểm M, các bạn sẽ thấy rằng là nắm lấy dòng điện này như thế này, và cảm ứng từ nó sẽ từ bên trong nó đi ra. Như vậy các bạn sẽ ký hiệu cho cô đó chính là dấu chấm. Còn đối với dây dẫn I2, các bạn sẽ thấy dòng điện có chiều từ trong cảm ứng từ. Các bạn xem lại cái trường hợp này nha. Chiều của dòng điện là chiều ra, và ngay cái điểm N thì các bạn sẽ thấy là cảm ứng từ của mình nó sẽ có cái phương là tiếp tuyến cái đường tròn. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn, dòng điện của nó là một dây dẫn tròn và nó sẽ có phương tiếp tuyến. Như vậy đây chính là vuông góc. Như vậy tiếp tuyến cái đường này chúng ta sẽ vẽ được một vector cảm ứng từ của chúng ta như sau,
Đây chính là cảm ứng từ B của dòng điện I2. B này B2 hả các bạn? Và vector là chính là vector như thế này. Còn đối với dòng I1 thì chúng ta sẽ có được đó chính là cảm ứng từ B của dòng I1. Vì dòng điện này các bạn sẽ hình dung nó là từ trong bảng đi ra, từ trong cái bảng nó đi ra, nên các bạn sẽ đặt cái ngón tay phải và sau đó các bạn sẽ vẽ. Và đối với dây dẫn thẳng dài thì cảm ứng từ, đường sức từ của nó là những đường tròn đồng tâm, và cái vector cảm ứng từ này sẽ có phương tiếp tuyến. Như vậy chúng ta vẽ ra một đường tròn và tiếp tuyến. Chúng ta xóa cái này đi các bạn nha, các bạn tự làm lại và chúng ta sẽ tiếp tục qua một cái phần tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ có ba dây dẫn, hai dây dẫn I1 và I2 và I3 như thế này. Chúng ta xác định cảm ứng từ tại điểm M. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xác định của I1 trước. Ở đây cảm ứng từ của các bạn cũng dòng điện trong trong bảng đi ra. Như vậy chúng ta sẽ dùng quy tắc nắm bàn tay phải, ta vẽ một cái đường tròn đồng tâm các bạn nha, đường tròn đồng tâm. Sau đó là từ đây đến đây các bạn sẽ xác định là tiếp tuyến. Như vậy đặt cái bàn tay phải vào cho ngón ngón tay cái mà chỉ vô cái mặt của chúng ta đó các bạn. Đó chính là dòng điện từ trong bảng đi ra, và các ngón tay khum lại các bạn sẽ vẽ được được đường cảm ứng từ B1 ở đây. Tiếp tuyến các bạn nha. Tiếp tuyến thì nó sẽ vuông góc. Đó, rất là dễ hiểu. Vậy ở đây của cô sẽ là B1. Tại điểm M, B1. Ta tiếp tục xác định của dòng I2. Thì ở đây các bạn cũng thấy là dòng điện từ trong bảng đi ra. Như vậy chúng ta cũng vẽ cho cô một cái đường tròn đồng tâm. Ồ, rồi, được chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ đặt cái ngón tay trái nó ngón tay phải, ngón bàn, đặt bàn tay phải trước mặt các bạn, và ngón cái nó sẽ chỉ vào mặt các bạn, và ngón tay khum lại chính là chiều của đường cảm ứng từ. Như vậy chiều của nó là như thế này các em. Ở đây bên này là nó như thế này. Đó, như vậy thì nó đi xuống đúng không nào? Đi xuống đúng không nào? Nó sẽ đi xuống. Bây giờ mình vẽ là tiếp tuyến các bạn nha, tiếp tuyến với cái đường tròn, và cái này chính là B2. Và độ lớn ở đây thì các bạn có thể xác định là tùy theo cái dòng điện cho ha các bạn. Ở đây là cô vẽ ở đây chưa có cái độ lớn của dòng điện đường tiếp tuyến ở đây. Và bây giờ chúng ta còn một cái dòng I3 thì chúng ta sẽ thấy là dòng điện của chúng ta sẽ đi vào trong cái bảng. Vậy chúng ta chỉ thấy cái dấu nhân. Như vậy chúng ta cũng sẽ vẽ cho cô một cái đường tròn đồng tâm ở đây. Đường tròn đồng tâm ở đây. Sau đó là chúng ta sẽ dùng quy tắc nắm bàn tay phải, và chúng ta sẽ nắm bàn tay phải lại sao cho cái ngón tay của chúng ta sẽ chỉ vào trong bảng, và chúng ta sẽ xoay thì chúng ta sẽ thấy chiều của dòng điện nó sẽ như thế này. Đúng không? Như vậy thì tiếp tuyến nó sẽ qua, tiếp tuyến của cái đường tròn này các bạn nha. Đường tròn này thì nó sẽ đi qua cái hướng này. Đấy, như vậy từ trường tổng hợp của các bạn là nó sẽ gồm có 3 dòng điện, và đây chính là từ trường của B3. Và chúng ta sẽ dùng quy tắc hình bình hành để chúng ta sẽ tổng hợp các đường cảm ứng từ này. Hay là chúng ta sẽ thấy là từ trường của nhiều dây dẫn ở một điểm nào đó thì nó sẽ có một theo tuân theo một cái nguyên tắc, gọi là nguyên tắc là nguyên tắc chồng chất từ trường. Cô xóa đi, cô để cho bạn làm lại ha. Rồi, chúng ta tiếp tục qua một cái quy tắc nắm bàn tay phải mà để xác định cảm ứng từ trong lòng ống dây. Các bạn sẽ thấy là ở đây là like, ok, là like Facebook đúng không? Thứ tao học đó là chính là quy tắc nắm bàn tay phải. Chúng ta nắm bàn tay phải lại rồi rồi đặt sao cho cái bốn ngón tay này nè khum lại là chỉ chiều của dòng điện, và ngón tay cái là chính là chiều của đường sức từ trong lòng ống dây. Đây các bạn nha. Ok, đây chính là cái nút like. Và các bạn hãy like cho kênh của cô, like cho bài học của cô được
nhiều nút like hơn, đó chính là động lực để cô có thể là và làm lên nhiều cái video nữa bên giúp cho các bạn với một cái tâm thế là làm thế nào chúng ta có thể hiểu được cái quy tắc nắm bàn tay phải, làm sao hiểu được các bạn chất vật lý và những cái mà cô nghĩ rằng cô sẽ để lại cho đời từ thế hệ của các bạn hãy like rồi sau đó là tới em bạn rồi tới con bạn rồi nhiều thế hệ hơn. Ôi cô thật là tham lam quá đi. Chúng ta sẽ tiếp tục qua một cái phần nữa, đó chính là có một cái bài tập vận dụng như thế này các bạn nha, là treo thanh nam châm gần ống dây, đóng mạch điện ra thì có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm, rồi sau đó là đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng tròn dây, hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào, và hãy làm thí nghiệm để kiểm tra. Nhưng mà giờ các bạn có thể là chúng ta chỉ xác định cái chiều chủ yếu của chúng ta, đó chính là chiều của cảm ứng từ trong lòng ống dây. Đây, khi chúng ta đóng cái mạch điện lại thì dòng điện chạy qua cuộn dây, có dòng điện, các đường sức trong cuộn dây xuất hiện đó, và có chiều như hình vẽ và sau đó chúng ta đặt bàn tay, nắm lấy bàn tay phải, ok, đừng lộn nắm tay trái, ok, trái thì xòe ra và phải thì nắm lại, ok, và ngón tay, các ngón tay khum lại của bạn chính là chiều dòng điện, và ngón tay cái chính là chỉ đường cảm ứng từ. Và chúng ta sẽ thấy rằng là từ trường của chúng ta do cái ống dây này nó sẽ đang là đi vào, đúng không các bạn? Đầu B vào Nam ra Bắc. Như vậy ở cái B này chúng ta sẽ thấy là đi vào ở cái đầu A và đi ra ở đầu B, như vậy là vào trong Nam thì đường đang đi vào, cảm ứng từ đang đi vào trong Nam, và B là đi ra ngoài Bắc. Như vậy mặt B của bạn đang là cái mặt Bắc, đầu A là mặt Nam. Và như vậy các bạn nhìn cái nam châm ở đây, chúng ta treo nam châm ở đây thì mặt ở đây chúng ta thấy nó chính là mặt Nam. Nam với Bắc thì hiện tượng là gì? Khung dây đang hút cái thanh nam châm. Đó, đang hút cái thanh nam châm. Vào Nam ra Bắc, dựa vào từ trường của trái đất các bạn ha. Vậy thì kết luận là nam châm bị ống dây hút vào. Bây giờ chúng ta sẽ đổi cái chiều dòng điện lại. Bây giờ chúng ta sẽ đặt đổi chiều dòng điện thì các đường sức trong lòng ống dây sẽ bị đổi chiều. Ông đặt bàn tay phải vào và các ngón tay khum lại chính là chiều của dòng điện, và ngón tay cái bây giờ chỉ chiều của đường cảm ứng từ. Như vậy bây giờ các bạn sẽ thấy một hiện tượng là chắc chắn là thanh nam châm nó sẽ bị thanh nam châm do cực nam của ống dây đẩy cực nam của nam châm, nên là nam châm sẽ xa ra và đồng thời hút vào cực bắc của nam châm lại gần ống dây. Và lúc đầu nam châm bị đẩy ra xa, đúng không các bạn, quan sát thấy không, sau đó là nó xoay đi, và nó khi cực bắc của nam châm hướng về đầu B của nam châm thì nam châm bị hút vào trong ống dây. Như vậy các bạn đã xác định được là cảm ứng từ trong lòng ống dây và quy tắc nắm bàn tay phải để bạn xác định được chiều của đường cảm ứng từ trong dây dẫn thẳng dài. Thì thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Cô sẽ giúp truyền cái những cái kinh nghiệm của cô, những cái gì của cô muốn có để giúp các bạn có thể hiểu hơn. Như vậy chúng ta đã nắm được quy tắc nắm bàn tay phải và đặt bàn tay gì tay trái ở cái video trước. Và thân ái chào tạm biệt các bạn, rất mong là các bạn sẽ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để cho có rất nhiều người có thể là xem được cái video của cô và hiểu được cái bản chất của môn vật lý để áp dụng vào những cái lĩnh vực, ví dụ như là công nghệ hay là kỹ thuật, hay là các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn sau này các bạn học nghề chẳng hạn, các bạn sẽ học trong các cái ngành điện tử rồi chẳng hạn. Thôi chào tạm biệt các bạn.
cái bản chất của môn vật lý để áp dụng vào những cái lĩnh vực, ví dụ như là công nghệ hay là kỹ thuật, hay là các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn sau này các bạn học nghề chẳng hạn, các bạn sẽ học trong các cái ngành điện tử rồi chẳng hạn. Thôi chào tạm biệt các bạn.